Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ khui cho anh em một ít hàng đặt từ bên Nhật về. Hàng này mình đã đặt rất là lâu rồi và mong mỏi về để lấy linh kiện và cũng như là để test những video cho anh em để anh em sửa chữa. Thì hôm nay cũng là may là cũng là cuối tháng của tháng 6 này. Và ngày mai em bắt đầu là lấy ra để bắt đầu làm cho anh em những video và giới thiệu cho anh em ít linh kiện mà em đã lấy từ bên Made in Japan về. Thì về một đống đồ mà em cũng chưa biết là những cái hàng gì về và tên của em được ghi ở trên cái phiếu luôn. Thì em sẽ bóc cho anh em cái đầu tiên để xem nó là cái hàng gì và nó có đủ đồ không. Thứ nhất là hôm nay mình vừa quay cho anh em là hàng nó về, và thứ hai nữa là cũng vừa kiểm tra là đủ đồ hay không. Thì em đặt rất là nhiều hàng cho nên là nó cứ từng đợt một mà không biết là hàng về có chuẩn không. Ok, đây là món hàng đầu tiên mình xin giới thiệu. Đây là hàng này là về con IC, nó điều khiển biên đá rơi anh em nhé. Con IC này thì là nó là của con tủ Pala. Đấy, thì đấy là cái Pala. Bây giờ tiếp theo là một con hộp nữa, mình cũng không biết là cái gì về luôn. Hình như là cái bơm anh em ạ. Rồi, đây là một con bơm của hãng Bốt anh em nhé. Hãng Bốt, con bơm này cực đắt luôn. Nếu mà anh em mà sửa máy rửa bát, anh em có thể biết đây là con bơm của máy rửa bát. Con này giá thị trường là trên 3 triệu. Đó. Thì mình phải nhập từ bên nước ngoài về luôn, không dám nhập nhiều anh em nhé. Thì là nó rất chi là đắt. Con này mình đang gặp khách bị chết con bơm và mình phải nhập con bơm này về. Bên hãng bán rất là đắt anh em nhé, cho nên là mình nhập về thì bán bằng giá hãng luôn, cho nên là mới có khách mới đồng ý đặt hàng. Đấy, về linh kiện hôm nay mình sẽ bóc luôn cho anh em và đọc luôn từng linh kiện để mà anh em cần có thể mình chia sẻ. Vì là mình có ông bạn bên kia. Tiếp theo là biên đá rơi. Ok, rất hay. Biên đá này khả năng có thể lắp được con hi và lắp vào những con na đời mới, còn biên đá bình thường là cũng là con biên na, biên đá na rồi. Ok, có nghĩa là mình về chuyên về biên đá nhé anh em. Đợt trước là mình làm về bánh răng và anh em hỏi nhiều về biên đá thì mình cũng phải nhập cả về biên đá, vì là nhiều cái biên đá nó bị gãy chốt anh em ạ, cho nên là mình phải nhập cả biên về. Giá nó hơi chát một chút nhưng mà nó nguyên khổ nguyên vẹn. Thì anh em về thì việc lắp và mình sẽ test trước để xem nó hiệu quả như nào. Thì những video là mình sẽ test video tiếp theo để anh em có thể xem. Tiếp theo là một cái bánh gì đây không biết nữa. Heroin. IC quạt anh em ạ. IC quạt của con Toshiba nhé. Nó báo lỗi H60, 61, 62 đấy. Đấy, đây là IC quạt. Mình cũng lấy linh kiện về để thay luôn vì mình chuyên làm thủ tô. Úi giời ơi, con này ai bóc ra rồi, không biết có đủ đồ không. Trời trời ơi, nó có bị tuột ra rồi ra. Ok, mình sẽ bóc ra xem nào. Hàng về rất nhiều, mình vừa bóc và vừa tò mò luôn anh em ạ. Hồi hộp quá. Thạch Anh à. Đây là Thạch Anh, con này sẽ về nguồn anh em nhé. Thạch Anh 4M. Mình bóc ra thì mình sẽ nhận dạng được hàng của mình. Vì là nếu mà còn để trong như này thì mình cũng không biết là hàng gì luôn. Thì hai túi vừa rồi là 1.000 con Thạch Anh để chuyên xử lý nguồn anh em nhé. Thì là nó phải đúng tên thì mới lắp được. Còn mình hao còn một ít cho nên là mình cũng nhập luôn để cho nó đỡ bị trống. Tiếp theo là con gì đây? Quái như là quái kẹo. Đây rồi anh em ơi, đây là con IC quạt. IC quạt của con Hi anh em. Ôi giời ơi, anh em gửi quạt cho mình, nay mới có IC về rồi. Mai mình sẽ làm con video này đầu tiên để lên hình anh em nhé. Video này mình sẽ làm sửa con IC quạt này.
Con này là IC quạt hi anh em nhé. Ui giời ơi, anh em mong chờ mấy ngày nay gọi cho mình. Và cuối cùng hàng cũng về anh em ạ. Dịch dạo này nó cấm biên, cho nên là không phải cấm biên đâu, mà người ta vận chuyển hàng nó sẽ chậm hơn. Cho nên là nhận anh em sửa cho anh em rồi, nhưng mà hàng nó không quá, nên là chờ rất là lâu mà thay phải thay hàng chính hãng cho anh em luôn. Anh em về tiếp theo là dùng thôi. Đó. Tiếp theo là một cái món gì mà dài như cái gậy này không biết. Hay là người ta gửi cho nhầm cái kiếm, kiếm Nhật. Khả năng là kiếm Nhật anh em ạ. Ui giời, tưởng cái gì? Photo à? Ai, photo quang. Ô tô. Con này ô tô cách ly anh em ạ. Ui giời, người ta gói như cái kiếm, mình cứ tưởng là người ta gửi cho mình cái kiếm Nhật về đi chặt chém. Rồi. Rồi đủ rồi, 500 cái anh em ạ. Có nghĩa là 500 quân đấy anh em nhé. Vì là mỗi gậy là 100 quân. Thì con này là ô tô cách ly điện xoay chiều. Ui cái hộp to nhất. Hộp to nhất này gọi là vĩ đại của ông mặt trời. Chắc là nồi cơm chắc, nồi cơm Nhật chắc. Rất là hồi hộp anh em nhé. À, nhưng mà nó nhẹ lắm anh em ạ. Không biết là cái gì luôn. Vì là đơn hàng rất chi là hầm hố, bọc rất là kỹ và rất là chắc chắn. Hàng về không bị sợ dập gãy anh em nhé. Vì là người ta quét rất là cẩn thận luôn. Đấy. Mình qua ông bạn ở bên Nhật. Nên là mình bỏ anh ấy đặt hàng về luôn cho nên là hàng lấy về rất là yên tâm. Và chủ yếu làm video cho anh em thôi, chứ còn thực ra thì anh em mua của mình thì mua, còn không mua thì thôi. Vì là hàng Nhật nó từng nốt là đắt. Đấy. Và các anh em sửa hàng thì sửa đồ Nhật anh em biết rồi, mua linh kiện rất là khó. Đấy, mình đặt mãi mới về được đây. Không biết là cái gì mà quái kỹ như là quái mắm tôm. À trời, biên đá. Cái này cả cụm biên đá luôn anh em nhé. Cái này là biên đá Toshiba rồi. Mình đặt cả cụm biên đá Toshiba về luôn nhé anh em nhé. Chắc chắn luôn. Mình đã nhìn thấy cái đầu của nó rồi. Rất là hồi hộp nhé. Mình đặt luôn cả cụm về anh em chỉ việc dùng thôi. Cái này là lắp phát ăn ngay anh em nhé. Hàng mới chính hãng luôn đấy. Rồi, chính xác luôn. Đúng luôn. Rồi, như vậy là bên đá của Toshiba chốt hạ. Em đặt mấy bộ đấy. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Còn video mình sẽ xin dừng tại đây. Và mai mình sẽ làm cái video về sửa cái quạt. Anh em đăng ký để theo dõi.